Đây, hôm nay lại tái xuất giang hồ gà hấp hành cháo nấm rơm mà. Bữa hôm nấm bào ngư là do dịch không có mua được nấm, hôm nay nó mua nấm rơm này đó, một nồi luôn đó. Một nồi cháo với một con gà 300k ăn nguyên ngày luôn. Hôm nay làm đêm cho nên phải tẩm bổ. Yeah. Trời ơi, mua một một con gà hấp hành nó cho một nồi cháo luôn nè, thấy không? Nóng Nóng thiệt mà á, để lên chân đúng rồi, cháy mông luôn. À quên, cháy đường luôn. Ôi, một con gà bớp hành này nhiêu à? 300 Ủa này, nãy hơn hả mà? hết dịch rồi, À trời ơi, bữa hôm dịch ăn con gà 400 đó. 350 Cái này hết dịch cái xuống đại hạ giá luôn rồi. Đổ ra nè. Văng vô đùi, văng vô đùi, văng vô đùi. Sao mà gạo còn nguyên gạo vậy? Hết. Trời ơi, đầy nhóc nhách luôn. Lấy cái tô múc ra thôi. Chứ múc ở đây làm chi? để luôn nguyên nồi Để nguyên nồi hả? Nguyên nồi cho hành đó tráng. Ăn nguyên nồi cho hành tráng. Cũng được. Thôi ui, hấp dẫn quá, để khui ra đã. Đây là con, đây là tác phẩm. Ủa sao không lấy lấy cái mâm hả? Cầm này. chứ không dĩa hả? Lao 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 Cái này đủ không? Đây, tác phẩm đây, nhân vật chính đây. Khăn là bển chứ đâu đây? Khăn bên đó đó. Đây khăn, khăn cũ còn không? Nó sẽ hết rồi hả? Bữa nay hết dịch nha, con gà này còn 300 nha. Hết dịch đại hạ giá liền nha. Nước mắm nè. Một. Hình như bị lủng bịch rồi. Bị lủng. Thấy ướt ướt. Ướt ướt là gà nó bỏ vô. Ý là nó nhớ ra tay nè. Nước gà. Cho cái bịch đi, cho cái khăn đi, cho cái khăn đi, tay sạch cho cái khăn đi. Không có nước, không có ấy chấm hả? Chấm Muối nước hả? Chấm cái này hả? Trời, nó cột cái bịch nước mắm mà ta nhìn thì không còn sức để cột, để cởi luôn á. Quá ư là chặt luôn. Trời ơi, nó cột như vậy nè. Mấy cái Cho hai cái. Nay ăn đừng có ai gọi quảng cáo phiền nữa nha. Bữa ăn bị quảng cáo làm phiền chửi lộn luôn á. Rồi, tiếp tục nhậu thôi. Cứ nhậu đi. Nhậu đi, cứ nhậu đi, đôi chúng biệt ly. À. Khó. Bữa nay tiếp tục gà hấp hành. Múc cho em đi. Không dưỡng muối đi được. Ý đây Dưỡng sao dưỡng? Rồi cháu để đó múc rồi dưỡng thôi. đúng rồi, tao múc ngang ra đi, nhỉ 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 lên trên mặt người ta, che cái giá cho mặt người ta mới chịu đó. Nhỏ này thích vậy đó, rớt đổ kìa. Đây, em nó đây, em nó sexy đây, con gà hấp hành sexy đây, tới lượt em sẽ xử nó đây, đó, Giờ có chưa, dao chưa có dao, đây, đẹp không, nhìn da láng mịn đẹp luôn á. Gà, ăn gà nó phải bẻ, bẻ nó mới đẻ. Đáng lý là giảm cân rồi, nhịn rồi, không ăn nữa rồi, mà tại vì tuần này chóp nhiều quá, dí sấp mặt luôn, cho nên phải ăn để có sức cày. Hôm qua bận quá không có làm được, không có nấu được cơm, nên là nè, cho em nguyên cái đùi nè, ăn đi. Xé đi.
Rồi phải xé nó, phải mớm nó mới chịu nữa. Em có gặm đồ bao giờ đâu mà. Xong rồi ăn mì đỡ, nguyên một ngày ăn mì cày chóp. Ăn mì cày chóp khủng. 4 giờ sáng dậy cày. Cày tới nửa đêm, 4 giờ sáng hôm sau lại dậy cày. Sợ không kịp giờ. Xong cuối cùng là đói bụng thế là hôm nay phải ăn bù. Hậu quả của việc không chịu ăn nó là như vậy đó. Dạo này ăn gà này nó không có dai lắm, nó dễ ăn hơn. Còn... gì à? Trời ơi, thổi mà lên hút sáo được luôn. Hôm nay thổi cháo mà hút sáo ra luôn. Hôm bữa ăn bò kho bị mấy rác rưởi nó gọi điện nó quậy á. Tưởng đâu nó tha là tới đó nó tha. Tối nha, nửa đêm không giờ, thấy có mấy cuộc gọi nữa. Mà nửa đêm bà ngủ, bà để đã tắt chuông mà bà đâu có để chuông đâu. Cho nên chúng mày phải canh, chúng mày phải thức, chúng mày canh, chúng mày gọi cho bà. Chứ bà đâu có mắc mớ, đâu có hề hấn gì, bà ngủ thoải mái luôn á. Sáng dậy bà chỉ cần chặn số là xong thôi. Trong khi nó phải thức đêm, nó rình không giờ để nó gọi điện. Xong rồi qua tới ngày hôm sau, cũng có mấy số nữa. Gọi, số lạ gọi lên tôi không nghe, bóc tôi quăng đó. Gọi số nào là bà chặn số đó, mày ngon mày cứ thuê bao nhiều nhiều vô. Cùng lắm mày có 20 số đó chứ mấy, lấy đâu ra. Nó cho mày 20 số luôn á. Gọi báo tổng đài á, chẳng qua là làm cho đúng luật. Để sau này có xảy ra chuyện gì mình có bằng chứng là đã có người từng hăm dọa mình. Hiểu không? Chứ báo cho cái tổng đài có tác dụng gì đâu, ai cũng biết mà, nhưng mà về thủ tục thì mình vẫn phải làm. Còn tự mình chặn trên máy mình còn nhanh hơn kêu tổng đài nó chặn. Còn mình báo ở đây để cho mình biết là mình đã có xảy ra cái trường hợp đó, ngày đó, giờ đó, có thông báo rồi. Rồi sau này có xảy ra chuyện gì hay gì gì thì có bằng chứng. Đó, mục đích báo là làm theo pháp luật là phải như vậy. Chứ còn ở Việt Nam mà chờ theo pháp luật, chờ pháp luật nó xử, trời ơi. Báo pháp luật, báo cho vui thôi. Muốn có pháp luật xử phải có tiền. Đọc luật cũng đọc cho vui thôi. Đọc để biết cái luật là như vậy, để mình biết mình không có phạm luật thôi. Chứ ngồi đó mà chờ được người ta xử luật cho mình. Ngon. Nước chấm nó ngon mà, chỗ này nước chấm ngon mà. Tưởng đâu là xong chóp rồi, cuối cùng hôm nay lại vô thêm cái chóp nữa. Thế là chủ nhật này, cuối tuần này không có được chơi cho nên phải ăn, biết không? Tụ nó nóng. Quất cái đùi. Làm gì làm. Quất cái đùi. Ui cái đằng. Ăn cái đùi. Ôi, nó mềm. Nó béo. Cái nước chấm nó cực kỳ ngon. Pha hay quá. Nó ngọt ngọt. Chua chua. Mặn mặn. Cay cay à. Thế cái nước chấm nè. Ăn đi nghiên cứu làm sao ra được cái nước này. Nghe được không? Cháo nấm rơm. Thiếu cà rốt. Bỏ thêm cà rốt nữa. Đỏ đẹp. Ăn cái đùi gà nó cháy luôn á.
nó mềm mà nó dai, dai mềm á, ăn nó quá khô. Ăn gà này mới đúng chất nè. Còn gà hổm mà ăn cháo đêm á, gà đó thì nó lại dai hơn cái gà này. Dai như vậy là vừa rồi, còn gà kia này dai quá đáng. Dai mềm mới ngon. Còn gà công nghiệp thì nó bở. Tối nay thức đêm làm xong cái chóp. Đầy vậy. Vô cái coi. Bia không đổ uống chỉ có ngập họng. Còn uống đi bia có đổ nhấp môi. Ngon. Cháo này, chỗ này ăn cháo hấp hành là 3 lần rồi đó. Đây là lần thứ 3 vẫn ngon như lần đầu. Nếu như quên ăn hành. Nó đâu ăn đâu, mình lo ăn hả? Nó là thị tu, nó không ăn hành. Còn mình là đạo hành. Hành chấm mắm này tuyệt vời luôn. Hành hết dịch á, nó cũng to, nó cũng dài hơn. Bữa còn dịch mua hành nó cũng hiếm, nên nó cho hành. Nhiều người á. Múc cháo, múc cho. Múc về cho nó đẹp nè, ai mà múc gì đâu mà đưa cái vá vào mặt người ta. Đặt xong mấy mần gà, luộc gà, nấu cháo cho có tiếng. Nhiều người buồn cười. Mình làm sách á, ngày xưa á, làm sách hay bị tắt sử dụng lại nội dung á. Bữa giờ mấy kênh kia nó làm vlog mà nó còn bị dính vào cái luật đó nữa đó. Tham gia trong mấy cái group làm YouTube á, đầy người bị dính cái lỗi sử dụng lại nội dung. Họ nói video họ tự làm, tự quay mà vẫn bị dính cái lỗi đó. Luật nó càng ngày càng khó. Riêng mấy người ăn uống không có thấy bị sử dụng lại nội dung. YouTube nó khoái ăn hay sao á. Cho nên mình mới đế cái đề tài là mình chèn vô sách cho nó hợp lệ. Mấy thằng vô tỏ vẻ thanh cao. À, clip cái gì đó, video mang tính trí thức hả, mà ngồi ăn phản cảm. Đúng không? Xong cái mình ngồi mình ăn, mình nấu ăn hay gì mình cũng quay video mình chèn vô, nó kêu phản cảm. Video về học thức mà chèn những cái đó vô phản cảm. Cái nó bấm cho một cái nút ngu. Thì vậy cũng được đi. Ok đi.
không đúng chủ đề, không đúng nội dung, bấm nút nghiêu cũng được đi. Cái tôi làm clip khác, tôi quay cảnh tôi ngồi tôi thu âm, đọc sách, nó dẫn vô nó bấm nút ngu. Hiểu vấn đề chưa? Tức là nó không có phải là nó bấm nút ngu vì cái nội dung hay là vì cái hình ảnh hay vì cái âm thanh. Cơ bản là nó đẻ ra để nó bấm nút ngu. Sinh ra để bấm nút ngu, cuộc đời nó chỉ có bấm nút ngu thôi, dù người ta có làm cái gì nó cũng bấm nút ngu. Đó là vậy đó. Mình xé cái đuôi cho em ăn. Rất rất là hả? Được rồi, được rồi. Thường thường á, mấy cái người thấp kém á, họ mới hay đi rình mò một cái người cao hơn mình. Chứ mình mà những cái người mà cao hơn mình, họ không có rình mò mình đâu. Là những người kém á, kém cỏi hơn mình, họ mới rình mò mình. Nó lại tưởng vậy là hay. Mà nó đang vạch áo cho người xem lưng, nó đâu biết. Trong khi cái kênh của mình á, ngay cả view mình còn không quan trọng, cái nút ngu là cái gì? View nhiều hay view ít mình còn không quan tâm, ý là cái view nó có lợi á, mà mình còn không quan tâm. Nói gì cái nút đó vô tác dụng, không có tác dụng gì hết. Cái nút đó nó chỉ có tác dụng với cái người xem thôi. Tác dụng như thế nào? Là khi họ mở một cái clip đó ra, họ sẽ nhìn thấy cái nút đó họ đã bấm rồi, tức là họ đã coi, để họ đánh dấu là cái clip nào đó họ đã coi. Hay gì à? Hay gì họ bấm nút like hay là dislike thì cũng được. Miễn là bấm vô đó để nó đánh dấu là cái clip này mình đã coi rồi. Chứ nó có tác dụng gì với chủ kênh á. Nó chỉ có tác dụng với cái người coi. Có người thì bấm like, có người bấm nút ngu. Thì bấm cái nào cũng được, cũng là cách để mình đánh dấu là cái clip này mình đã coi. Chứ nếu mình không bấm á, mình có bình luận cái chăng nữa, nó trôi rồi mình vô sau, mình sau này mình vô lại, mình đâu biết cái clip này mình coi chưa. Nhưng mà nếu mà mình bấm cái nút đó rồi á, thì mình mở lên rồi mình thấy, mình nói à cái clip này mình coi rồi. Cái đó chẳng qua chỉ là một cách để đánh dấu cho cái người xem thôi, không có ảnh hưởng tới chủ kênh cả. Còn á, người xem mà có cái suy nghĩ tích cực á, thì họ luôn dùng cái lời khích lệ để giúp cho cái kênh đó làm những cái điều tốt đẹp. Ở người nào mà tiêu cực á, thì vô chỉ thích thể hiện mình, chê bai. Đó, cuộc đời không lại gì chứ. Cuộc đời còn đang long bông, mới rảnh như vậy. Chứ nếu mà họ ngon hơn mình á, họ chê mình tức là họ phải hơn mình đúng không? Thì họ đã không vào, họ không vào để họ coi. Giống như thằng quảng cáo nó gọi điện cho mình, xong nó chửi mình là con mũi cái, trong khi nó gọi điện cho mình mời chào mình mua dịch vụ của nó, tức là nó cần mình phải hơn nó một bậc mình mới mua được dịch vụ của nó để nuôi sống nó chứ. Khi nó không đạt được mục đích, nó quay qua nó chửi. Còn tôi mà tệ như vậy thì kiếm tôi làm cái gì? Không ai đi kiếm người tệ hơn á. Ban đầu mục đích là muốn lợi dụng nhau, kiếm người hơn mình để mình dựa dẫm. Sau khi dựa không được rồi quay qua chửi người ta thậm tệ. Tự mình chửi mình. Vấn đề là những cái thằng ngu nó không biết là nó ngu. Chân thực, nếu ai mà đã biết mình ngu là người đó không còn ngu nữa. Đợi nó dẹp. Ăn đùi không gì ghé cho. Không, không. Rồi, hai chén cháo. Hết chưa? Hết. Hả? Ăn cắm đi nè. Lưỡi gặm nè. Lưỡi gặm. Gặm thú vui của ăn nhậu là phải gặm thú vui mà. Cái nước chấm nó ngon tuyệt vời luôn á.
Quốc tiếp cái đùi được không? Này ăn hai cái đùi luôn á, để lấy sức tối này làm nè. Còn cái kia mà không ăn nữa thì quăng luôn mà cháu không chịu múc cháu ăn thôi. Thôi. Chết thì sao? Cảm thấy thương đi chịu phải đợi lần nữa. Gà ngon. Gà ta đúng gì? Gà ta đúng. Đúng gà ta luôn. Không, gà ta nhà mình mà mình nuôi nó cũng dai chứ không có. Cái này chắc gà tao á. Ghiền cái nước chấm. Có một người phản hồi với tôi là tăng được 16, 7, 8, 9, 2,5 kg. ý là mới có xem clip thôi đó mà bị tăng cân theo rồi đó. Chứ chưa có ngồi ăn chung thôi, ngồi ăn chung chắc lên 10 kg rồi. Ăn vậy nó mới ngon. Mấy cái thằng mà tối ngày đi bắt bẻ người ta ăn không đẹp á. Ở nhà nó ăn chứ còn gớm hơn nữa. Ngày xưa chỉ có phụ nữ mới không? Con gái nó mới soi mói. Giờ trai nó cũng vậy luôn. Không làm gì cho nó đáng mặt đàn ông. Qua ăn mì gói. Nên nay ăn bù hai cái đùi. Nó đã. Lúc trước hay ăn gà cái quán gà dai á, từ hồi phát hiện ra cái quán này, cái quán gà dai đó chỉ để khi nào cúng mới mua, còn ăn thì mua gà này ăn ngon hơn. Ăn hai cái đùi cho nó đùi nó đẹp đều. Bữa mới cắt tóc xong nè, nó muốn dài lại ha. Hôm bữa đi ra thấy cái tiệm mà cắt tóc ưng ý của mình đó, nó để cái bảng sang mặt bằng rồi. Vậy là mai mô. Khó lắm mới tìm được mối cắt tóc ưng ý. Giờ nó dịch nó trụ không nổi nó bỏ. Mai mốt phải tự cắt. Ngon quá. Quốc hết hai cái đùi luôn. Hồi xưa giờ ăn con cá à. Bữa nay ngon mới đói. Quê nguyện qua làm cực lực mà ăn có hai gói mì. Làm hai cái chóp vịt. Một cái 15.000 từ, một cái 8.000 từ, rồi một chóp thu âm. Thu âm thêm 13.000 từ. Ghê không? Quốc trong vòng có 3 ngày xong hết. Khách sợ xanh mặt luôn. Mình làm nhanh á, cũng có cái hại nè. Sau này khách cứ ỷ y mình làm nhanh á, họ để cái thời gian ngắn. Hôm nay mình cũng phải nói. Nói là đang mùa dịch. Cho nên dịch thuật của tôi được rảnh hơn mới dịch nhanh vậy. Chứ còn là thường người ta đi làm đâu có ở không dịch cho mình suốt đâu. Phải cho cả tuần mới được. 3 ngày không xong nổi. Nò quá, đã luôn. Gà. Hết dịch cái người ta lo ra sửa nhà. Đục để ông lum. Tối phải tranh thủ thu. Ban ngày không có thu âm được. Ổn. Tối đọc. Ban ngày ngồi sửa. Giờ lát canh người ta đi ngủ rồi. Người ta nghỉ trưa rồi. Tranh thủ đi đọc.
No, ngon, đã. Ha. No, ngon, đã, mát.